chào cả nhà nha. Giờ Ngân đang ngồi nhõng trước cửa nhà Ngân nè. Nghe thì ba. Giờ là 1:30 trưa rồi cả nhà. Nắng quá trời nắng luôn. Hôm nay nắng dữ lắm nắng luôn. Mẹ Ngân kêu bà Sáu xuống hái dừa. Là cái dừa trước bến á nó để khô nó rụng xuống sông uổng. Kêu hái đi kiếm tiền đi chợ bậy nữa cả nhà. Cũng không bán chắc cũng không có nhiêu tiền. Ủa. Hái cái dừa này hả bà Sáu? Cây cây bên đây có hái không? Nãy giờ hái ngoài bà Năm hả? Mùa Năm nhiều không? Con đi đám giỗ hả? Có, con đi rồi. Nhân Sáu ngồi với mẹ mình ca chứ. Thôi vậy. Bà Sáu xuống dưới nhập nhập băng luôn, nhập nhập ừ. Nhập. Ông hai lùng nữa. Có ông hai nữa. Nắng chết. Này nắng thì ghê ha. Bán dưới thơm không sao? Mua này xuống thơm lọc hả? Ừ. Cái anh đó là đi thì đi cho bà Sáu. Cái anh đang hái á. Anh đang hái là đi cho bà Sáu hả? Đi phụ nha. Ờ. Thao không biết hả? Ủa, con bà Sáu hả? Ờ. Ủa vậy hả? Con có biết đâu. Thôi lâu rồi con đâu có gặp, con không nhớ mặt. Cậu Ba. Cậu Thanh, cậu Thao hả? Ừ. Cậu Thanh là thứ hai hả? Ừ, cậu Thao. Cậu Thanh thì con nhìn con biết. À, cậu Thao ít gặp, họ không biết. Trời ơi, nắng quá trời. Nhà bà Sáu ở gần nhà, bữa lên bà Sáu không muốn yêu quá cả nhà. Nên có quay clip lên nhà bà Sáu không muốn yêu. Ra có gì ăn chỗ không? Cha ăn về không được. Cái quà chỗ này nè, dùm đây nè. Cái quà vừa mắc mà sao? 40 ngàn đó. 40 ngàn chục hả? Cái này giật vừa phải có sức dữ lắm mới giật được đó cả nhà. Như phải biết cách nữa chứ thôi vừa bị vừa rụng á, vừa rụng vô đầu á. Cậu hai ăn cũng chuyên gia đi giật dừa mà đôi khi cũng bị sự cố, cũng bị bụng vô trúng đầu nữa. Không phải dễ ăn đâu. Cực lắm. Với lại xách nữa. Giật xong rồi rụng dưới rồi phải xách. Chất lên ghe. Chua nó còn ngủ trong. Nắng không chết luôn, ngủ không nổi. Muốn sản luôn. Hiện giờ cũng sướng cả nhà, mua đồ người ta giao tới chỗ hết trơn. Lâu lâu có lất phất dài cái luồng gió mà nó mát. Thường thường vừa là 1 chục 12 hả bà Sáu? À 40 ngàn chục. Khi mắc nhất được nhiêu chục ha? Nguyên hồi năm rồi năm nay 30-40 trở lại rồi. Vậy hả? Năm rồi năm nay mới giá, nhưng mà khi mà lúc mà mắc nhất thì được 100 mấy không? 106-107 hả? 106-107 chứ thôi người ta bán á. 106-107 người ta bán lại chứ mình giật mình mua mối mình đâu có. Cũng có mấy chục hả? À phải rẻ hơn để mình mới có lợi ha. Ừ. Nó lấy gì nó bán. Nó lựa rồi á. Nó lựa rồi nó phân lậu rồi á. Mình bán cái đó mắc nhất thì 60-70. Nó bán ra. Mấy chứ mình có bao giờ mình bán mua bán lại được 100 mấy đâu. Đâu dễ gì? Dễ vậy. Chú với thơm lột dưới chợ thơm với bánh tre cả nhà. Với thơm này là chuyên gia là lột dừa. Ở chỗ Ngân mua dừa, mấy chỗ khác thì chợ xuống thơm là lột dừa không. Chú với đó mối mang đồ dừa với lột dừa rồi. Làm tất cả những cái thứ về dừa. Gáo dừa, người ta chạy dừa, cơm dừa, rồi người ta lấy vỏ dừa, người ta chạy chỉ sơ dừa. Bà Sáu sắm cái mũi chỉ đặng lụm dừa kìa cả nhà.
Dịch dừa kiểu này mập không nói. Gồng hết sức. Nhà ngân có ba cây dừa. Cây này, cây lùn sát bên đó đó. Cây ngay chỗ bờ sông. Mà cây bờ sông này là không khi nào mà lụm mà lụm được cái dừa khô ăn, nó rụng xuống dưới sông rồi. Dừa ở bên Bến Tre người ta bán lượng nhiều, như người ta trồng để mà thu hoạch, mà để mà sống về ngày dừa, ngày sống về cái kêu lại gì quê lợi là như là thu hoạch gì mình ăn cơm gạo bằng dừa không, thì người ta trồng nguyên một vườn dừa người ta mới có ăn. Còn như đây cây hai cây kiếm tiền chợ bảy đó chứ đâu có đủ sống. Ở Bến Tre người ta trồng nguyên một vườn dừa, giống như ở quê những vườn đúng không, người trồng nguyên một vườn bưởi vậy đó, trồng nào trồng thứ vậy. Này dân phố về quê kêu giật dừa chắc không biết giật đâu, cầm cái cu liêm cổng nổi nữa chứ không phải giỡn đâu, cu liêm nặng lắm. Thấy đơn giản vậy chứ đưa lên ngước cổ lên mỏi chết luôn, mỏi lắm. Nhà Ngân đây là nhà bà Sáu rồi, cách là ba bốn căn nhà là tới nhà bà Sáu mới được căn nhà. Nè đây cây dừa của Ngân nè, nhà có ba cây dừa. Mọi người có nghe tiếng ca cổ văng vẳng không? Với nhà ngoại Ngân đám giỗ, nay đám giỗ Ngân đi dưới thì sáng giờ Ngân về đẩy bé Xu nó rồi về, nắng quá trời nhức đầu muốn chết luôn, Ngân không dám lại đó đứng sợ dừa nó văng vô đầu. Cái đầu mình nó khìn khìn rồi mà vừa gớt trúng cái dừa vô khìn nữa. Mẹ Ngân đang ở dưới ngoài á, còn chắc là còn cúng buổi chiều nữa, như cúng chuyện qua xong ha, rồi sáng này là cúng bữa chính nữa, rồi chiều nay cúng mâm chiều nữa. Chừng nào hết khách thì mẹ Ngân mới về để phụ rửa chén rửa bát dọn dẹp dưới ngoài, phụ với dì ba, có dì ba ở nên dì ba chưa về, dì ba cũng ở với phụ với ngoại á, có mình ngoại à. Còn mấy mợ thì ai cũng có công có chuyện hết, đi làm đi ghe đồ này kia đó, nó không có ở phụ được. Nãy thấy cậu Thành tưởng là người ta đi dựa mướn con trai ruột của bà Sáu á. Lụm dừa à, có chuyên nghiệp nha, có cái mũi chẻ nè, những lúc mà rớt xuống dưới mương rồi mình đâu có lội chi chó cực. Đi vòng vòng hết sớm này đầy ghe không mà sao? Đi vậy chứ kiếm tiền cơm gạo rồi ha. Ít quá không có đi nè, bà Sáu không có đi ra tới Cần Thơ rồi hả ta? Ủa chứ đi quẩn mà đợt này nha. Dì riết hả? Dì riết là lắc nó không có kêu, không có giọt bạch. Dưới giờ ca cổ, ca tăng cổ bà Sáu ca cổ rồi được phải không? Con nhớ hình như có biết ca cổ phải không? Ca 77 gì nữa. Không ai phụ đi chết à. Nãy con thấy bà Sáu đi đông lắm mà ta. Đi đâu hết trơn, nãy con thấy một băng luôn mà. Hai nhỏ gì vậy? Xách lưỡi hái mũi chĩa gì đi xuống dưới nhà bà Năm đó, thấy quá trời đông. Có chiếc xe rùa đang đẩy nè.
đợt này cũng vậy, con đen nữa, đã đen rồi bây giờ nó tăng thêm cái đen gấp bội, gấp 3, gấp 4, gấp 10 lần, nắng cũng chết. Giờ ở dưới ngoài nghe dân dẳng, nghe tiếng chứ không nghe nhạc, nghe tiếng hát nhưng mà không nghe nhạc, mà nghe tiếng cũng không rõ là hát cái gì nữa. Đó, bây giờ rồi xuống ghe, xuống ghe nhờ nhờ ghe của anh Vũ ra chơi ghe bố Út vậy. Đó, xuống đây hả, nó ngồi lộn xong rồi mà sao lấy mũi chĩa chĩa. Cái sùng nhỏ, cái cây gì thấy quen lắm cả nhà, giống như cái cây rau nhái, cây rau nhái mà ăn bánh xèo, ăn thịt luộc, cuốn rau rừng á, hình như vậy á. Ở trên phố người ta bán rau rừng á, đâu lọt lọt bên cây vậy đây, không biết mẹ ngon trồng hay tự mọc, biết nữa mọc ngay lề đường. Mà ở dưới quê ai cũng biết bơi xuồng thôi cả nhà, ở dưới đó ghe dừa nữa nè, ghe dừa của anh nè. Có gió gió một chút cho đỡ nắng hạ họng, nhưng hôm nay nắng thiệt luôn. Giờ là 2:30 chiều, cô Liêm nè phải nhập đôi lại, vậy chứ đâu có cây tre nào mà dài này, thằng lòn mà bằng cây dừa chắc lại. Nó biết thế chấp nha, chứ không phải nó dù. Rồi thôi đi chỗ khác, cái này thôi. Hứng á. À. Ở ngoài cái dừa nó dê cái máy xong, cũng không đến nổi nè. Con thấy trên video, trên YouTube á, mà có những người ta chia sẻ làm YouTube mà chuyên về leo cây, leo dừa, cứu cây rồi. Trời, nó thấy nguy hiểm dễ sợ luôn. Leo lên cao ha, rồi cắt cây, cắt nhánh, cắt nọ, trời thì đúng. Mà tối đang không thấy đường. Giá này. Dừa này khô ở bụng sâu lắm. Này là gụng không có hái mà bán là gụng là không ăn được luôn á. Đó, bỏ hết. Trâu xuống sông hết. Rồi mà sáu xách mũi chĩa xuống xuống dưới đó lụm. Đó trên bờ không có thế hái, vậy xuống xuống dưới ghe hái mới được cả nhà. Ba trái hay gì á? Không? Thấy chứ. Thấy cái dừa nó rớt tủm xuống sông á, nhớ hồi đó hay tắm xong mà đứng ở trong bờ mà bay vào sông, bay cái đụng xuống đu lá dừa, tàu dừa, đu tàu dừa mà từ trong bờ bay ra ngoài sông, đu nhánh cây rồi nghe nhà, nắm nhánh cây làm cái thế đứng tự trong bước chạy ra cười nhảy xong đụng. Giờ không có còn kiểu đó nữa, hồi đó đồ tắm xong bay dữ lắm, bay tự cây bay xuống. Dục mệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu, chuyện đơn giản đâu. Ở đây tối nha.
dính đuổi nha. Ai, ai, vụ vậy. Trời ơi, hú hộng hú vía. Trời ơi, dính vô cái lưỡi hái, giật hết cả mình. Hay không? Mình nhắm cái buồng đó già là giật hết nguyên buồng luôn. Cái này không phải là giao hàng mà hình như là ở đâu có đám tiệc gì, như người ta chở chén bát lên hay gì mọi người ơi. Chía cái phật cái dính cháu liền. Về của ông Sáu đội chạy ra xuống chở dừa cả nhà. Lần mà Sáu đi là mấy thiên mấy xuống với Thơm bán phải không? Ghe là mấy thiên ha? 3 thiên mấy 4 thiên. Dạ. Mình đếm đôi vậy là đếm làm sao bà Sáu? Đôi 6 đôi 20. Dạ, nhưng mình đếm mình nhân lên phải không? Ừ. Này là 28 đôi nè. Dạ. Cây dừa đó là mẹ con để dành ăn á. Bây giờ còn có mấy trái à? Còn có 2-3 trái gì? Như kẹt kẹt không có rồi, không có ăn. 30 đôi thì nó 50. Này còn thiếu 4 trái nữa mới là 50. 4 trái nữa 50. 4 trái nữa là 50 dừa. Dạ. Bỏ ra nửa chục thì nó 20.000, 20.000 4 trái. 6 trái thì nó 20.000. Tính vậy gỡ có tính chất. Có máy tính lên tính nhanh. Không có tiền nhỏ đưa 200 nữa nè. Thôi con, để con vô con thối cho. Con kiếm tiền nhỏ con thối cho. Tổng cộng 186.000. Giờ bà Sáu đẩy vậy ha. Ừ, đẩy chiếc nữa. À, đúng rồi, chiếc này, chiếc nữa. Dạ. Đó, cho bà Sáu đẩy nha. Vô, vô nhà lấy tiền thối bà Sáu. Đẩy gì tới nhà cũng gần. Ừ, nặng dữ rồi. Nặng dữ rồi. Sẽ phải dữ tại. Biết mà cho bà nổi đến. Nó xe xe, đẩy nó lắc. Đẹp quá. Biến bom. Rồi. Bán dừa được nhiêu đây đủ tiền à, mua được 10 kg gạo. Mấy bà cháu ăn à, lần lần tới lúc ăn lên phố rồi là dừa. Các bạn cả nhà nha, đây là cái kênh ủng hộ ngay nha cả nhà.